Hello, hello everyone. Thu Hương thân mến chào tất cả các anh chị em khắp nơi nhé. Hôm nay Thu Hương trở lại kênh Growthcast. Hello, hello everyone. Thu Hương thân mến chào tất cả các anh chị em khắp nơi nhé. Hôm nay Thu Hương trở lại kênh Growthcast. Quý vị ơi, Thu Hương là Real Estate Agent ở Texas nhé. Nếu quý vị cần mua nhà mới, nhà cũ, mướn nhà, commercial, bất cứ ở đâu trong Texas, ở hướng North, hướng South, hãy gọi Thu Hương nhé. 832-878-2081. Và nếu quý vị xem video này thích, xin quý vị hãy like and comment and đăng ký subscribe ủng hộ Thu Hương để đón xem nhiều video mới nhé. Hôm nay Thu Hương giới thiệu đến quý vị cái khu nhà ở Congro Tasset. Khu nhà này tuyệt vời quý vị ơi, phong cảnh tuyệt vời, đẹp lắm. Có hơn 5 cái hồ lớn và rất là nhiều park để mọi người tới đó đi tàu, câu cá. Và cái khu nhà này nó tập trung toàn là builder nổi tiếng nha quý vị, Perry, David, Highland, Coventry. Hiện tại Thu Hương đang ở cái căn nhà chợt của Westin, cực sang trọng, bên trong đẹp lắm quý vị ơi. Khu này họ có nhiều activity để Thu Hương sẽ nói khi vào bên trong nhé. Bây giờ Thu Hương mời mọi người hãy vào tham quan cái căn nhà chợt của Westin. Quý vị ơi, Thu Hương xin mời quý vị vào khám phá ngôi nhà của Westin, nhà trệt một tầng cực sang trọng nhé quý vị. Quý vị ơi, như quý vị vào mới thấy cái hallway nè, rất là rộng rãi. Cái ceiling cao 12 feet mà nó design rất là đẹp luôn. Cái ngôi nhà này nó đặc biệt á, ở đây khu này nó không có build nha quý vị, nó xây sẵn rồi nó bán thôi. Bây giờ Thu Hương xin mời quý vị hãy vào tham quan cái kitchen. Quá đẹp luôn quý vị ơi, xin mời. Quý vị ơi, Westin là number one builder nhé quý vị. 2 năm vừa rồi là được giải đó quý vị ơi. Được giải number one builder ở Houston, Texas đó quý vị. Bán nhà rất là nhanh. Cái khu nhà này đặc biệt là nó không có build mà nó xây sẵn hết. Nhưng mà khi nó xây sẵn, nó xây giống như cái nhà model mình ở. Thì hiện tại cái model này á là chỉ có 2.800 square feet thôi nha quý vị. Cái nhà nó build sẵn là 3.328 square feet. Nó ready to move in đó quý vị. 724.000, 4 phòng ngủ, 3 and half bath, 3 car garage. Cực sang trọng phải không quý vị? Quá đẹp luôn. Nó giảm được 55.000, 724.000, giảm 55 còn 669.000 nhé quý vị. Bây giờ quý vị hãy xem cái kitchen tuyệt vời luôn. Quý vị thấy cái island không? Island nó làm chữ thi á, chữ Texas, chữ thi đầu của cái chữ của tiểu bang Texas mình đó. Quý vị thấy nó mà rất là lớn, rất là rộng rãi luôn. Tuyệt vời quý vị ơi, đó nó ngồi chung quanh đây mình ngồi được 4 người rồi thêm 2 người ngoài này nữa là 6 người. Wow, cái kích thước này quý vị ơi nó khoảng là 5 feet 8. Rộng lắm, lớn lắm quý vị luôn, tuyệt vời. Đây là cái sink nó là bằng ceramic nhé quý vị.
Và quý vị hãy xem cái kitchen tụi Westin này, nó dùng cái màu khác với các builder khác, cái màu giống như màu kem, rất là sang luôn. Các hộc tủ thì rộng lớn nè, mấy cái cabinet của nó cao ráo rộng lớn ghê không quý vị, và cái glass bath nó làm đẹp quá. Những cái nhà nó build cũng good lắm nha quý vị, giống hệt model home luôn đó, và cái giá rất là good deal luôn. Rồi cái quý vị ơi, khi mua nó cũng cho cái van hút của nó đẹp quá quý vị, quá good, quá đẹp luôn. Cái lò, cái stove cũng đẹp nữa, nó chọn cái mẫu lò đẹp quá quý vị ơi. Rất là chất lượng luôn đó. Phải nói là Westin nó chọn những cái đồ mà high quality, những cái người đồ mà tốt, sang, đẹp quá. Rồi bên đây thì nó có built-in microwave oven sẵn cho mình luôn, mà nó dùng đồ sang quá. Rất là sang quý vị ơi, đẹp quá quý vị ơi. Chỗ kitchen này á, thì bên đây nó có chỗ này để mình để cà phê nhé quý vị. Rồi ở đây thì để cái tủ lạnh. Bây giờ Thu Hương sẽ mời quý vị xem cái pantry. Pantry walk-in của nó. Xin mời quý vị hãy xem cái pantry. Cái phòng pantry của nó walk-in được rộng rãi và nhiều kệ ghê nè quý vị. Bây giờ Thu Hương giới thiệu quý vị phòng để máy giặt cũng rất là rộng rãi nhé. Đó quý vị ơi, đây cái phòng máy giặt máy sấy rộng rãi. Trong góc này nó có cái kệ để mình để khăn rồi nữa nè quý vị. Rồi trên đây nó có cabinet, có hộp tủ, có cái sink, nó làm quá tiện nghi luôn nha quý vị. Quá tuyệt vời. Westin là number one đó quý vị ơi. Rồi quý vị ơi, khi từ ngoài gara mình bước vào á, thì mình có cái merch room ở đấy. Đó, chỗ này để mình ngồi mang giày, mang dép, rồi nó có hộc tủ trên này nữa. Quá good quý vị ơi. Bây giờ Thu Hương qua cái phòng living room nhé quý vị ơi. Quý vị ơi, đây là cái phòng living room. Quý vị hãy xem cái cách design của Westin nhé. Cái ceiling của nó rất là tuyệt vời luôn. Nó design có nhiều cái beam khác màu nên cái ceiling rất là nổi nha quý vị. Nó cao 15 feet đó quý vị. Và quý vị xem nè, nó có nhiều cửa sổ rộng lớn. Wow, 1, 2, 3, 4 cái cửa sổ. Rồi bên đây cũng có cửa sổ nên cái phòng sáng lắm quý vị ơi. Nó làm cái lò sưởi, nó design cái lò sưởi này cũng đẹp quá quý vị. Quá tuyệt vời, đẹp quá quý vị ơi. Hai ceiling mà cái nhà này là chỉ có 2.800 thôi. Cái nhà nó đang xây xong rồi, nó đang bán là 3.328 square feet, rộng lớn hơn nha quý vị. Rồi bây giờ Thương mời quý vị đi qua cái phòng dining room. Quý vị ơi, cái dining room nè quý vị ơi, đẹp quá hả quý vị. Quý vị thấy cái cách nó decoration không? Westin là number one, rất nhiều người yêu thích Westin builder nha quý vị. Nó decorate cái bàn ăn đẹp quá, mà xung quanh bàn, xung quanh cái đây là window, cửa sổ cao lớn rộng rãi. Rồi quý vị thấy nó decorate không? Cái đèn đẹp quá. Rồi ở đây mình có cái kệ. Trời ơi, Westin nó làm cái kệ để rượu đẹp quá quý vị. Quá tuyệt vời, quá sang luôn á. Phải nói là cực sang luôn nha quý vị. Bây giờ Thu Hương mời mọi người qua ngoài cái patio nha. Quý vị ơi, xin mời quý vị ra ngoài tham quan cái patio. Đây, cái nhà này là bốn mặt bằng gạch, đẹp lắm quý vị ơi. Đây, full patio. Quý vị thấy cái patio của nó rộng rãi hay chưa? Hai ceiling, bốn mặt bằng gạch. Nhà Westin là chất lượng đẹp lắm quý vị ơi. Cái nè, bốn mặt bằng gạch luôn đó quý vị. Full patio nữa, quá rộng rãi luôn. Họ đã xây sẵn những cái nhà mà họ bán á, họ cũng xây giống như là cái nhà mẫu của mình. Very good. Bây giờ Thu Hương mời mọi người vào tham quan mấy cái phòng ngủ nhé. Trước nhất mình sẽ vào cái phòng master. Quý vị ơi, đây là cái phòng ngủ chính nha quý vị, rất là sang trọng luôn. Như quý vị thấy nè, sau lưng Thu Hương là ba cái cửa sổ rộng cao.
ánh sáng vào sáng cả phòng. Rồi quý vị hãy xem cái ceiling nè, nó design cái ceiling có mấy cái beam rất là nổi luôn. Tray ceiling rồi nó có mấy cái beam bằng gỗ nên cái phòng rất là nổi nhé quý vị. À, Westin nó decorate đẹp quá quý vị ơi. Quý vị thấy cái cách decorate của Westin nè. Với lại nó đi cái tông màu sao mà sang quá, cái đèn này Thu Hương thích ghê nè. Cái đèn đẹp quá quý vị, nó màu trắng, màu đen, rồi cái vách nó làm màu đen, nó kết hợp màu. Quá tuyệt vời, đẹp sang quá ha quý vị ha. Rồi bây giờ mình vào cái phòng bathroom, quá rộng, quá lớn, đẹp lắm. Quý vị ơi, quý vị thấy cái phòng tắm chánh của cái ngôi nhà này không? Quá rộng, quá tuyệt vời luôn. Thu Hương đang ngồi trên cái bathtub nhé. Cái bathtub này nó rất là sâu mà nó dài, nó sang lắm quý vị. Rồi mình có hai cái sink ở bên đây, một cái Westin nó decorate, mấy cái đồ nó decorate sang quá, Thu Hương mê luôn. Rồi bên đây mình có một cái sink nữa, nó dài hơn. Đó, bên đây đây là cái sink này để dành cho quý bà nè, quý bà ngồi ở đây trang điểm nè. Quá tiện hả quý vị hả? Nó đi tông màu trắng với đen sang quá quý vị ơi. Rồi ở trong này nó hai cái closet nha quý vị. Nó có hai cái closet, một cái closet ở đây rất là rộng rãi cho quý ông, rồi quý bà thêm một cái closet bên này nữa quý vị ơi, rộng lắm. Wow, nó sâu vô trong này luôn nhé. Ý là cái nhà này là mới có 2.800 thôi mà cái nhà nó đang bán là 3.300, 28 square feet, còn rộng hơn nhiều nữa đó quý vị. Rồi mình bước ra đây, cái phòng quá rộng luôn, đẹp quá, sang quá. Cái work in 6 ơ của nó cũng rộng rãi ghê nè quý vị. Nó đi cái tông màu trắng với ray của sang quá quý vị ơi. Rồi mấy cái đồ này, nó cầm này nó làm bằng cái màu vàng, rất là sang luôn. Rồi bên đây là cái toilet, quá tuyệt vời. Cái phòng tắm này nó rộng, nó lớn, nó sang trọng. Westin number one, I love it. Bây giờ Thu Hương xin mời mọi người đi ra tham quan mấy cái phòng ngủ phía trước nhé. Và còn cái phòng làm việc nữa. À, quý vị ơi, đây là cái office nha. Cái Westin này nó build khác với cái tụi builder khác, là khi bước vào thường thường là cái office ở phía trước. Nhưng mà ở đây đó là vô bên trong, ngồi ở đây á, mình có thể nhìn ra kitchen, nhìn ra dining room, nhìn ra ngoài rất là good luôn. Bên trái mình là có hai cái cửa sổ cao ráo, cái phòng rất là vừa vặn để mà làm một cái office nha quý vị. Đẹp lắm. Bây giờ với lại nó có hai cái cửa kính này nè quý vị, để mình đóng cửa mình làm việc riêng tư. Đó, hai cái kính nó làm đẹp ha, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình đi ra ba cái phòng ngủ phía trước nhé quý vị. Quý vị ơi, đây là cái phòng ngủ nhỏ nhé. Cái master là phòng thứ nhất và cái phòng này là phòng thứ nhì. Khi mình từ ngoài bước vào thì bên phải là cái phòng này. Cái phòng này cũng thích lắm quý vị, nó có full bath luôn. Những ai mà có cha mẹ lớn tuổi thì ở ngoài này nó vừa sáng mà vừa có cái phòng ngủ riêng ở đây nữa. No, có cái full bath ở đây riêng nữa quý vị ơi. Westin nó làm cửa sổ đó, rộng rãi, cao, đẹp quá ha quý vị ha. Rất là sáng luôn. Rồi cái tường này nó design cũng rất là đẹp. Đó, đây nè, nó có full bath luôn đó quý vị. Cái phòng này mình để cho cha mẹ hay bất cứ khách tới ở cũng rất là tiện. Nó có full bath luôn trong này nè quý vị. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi nó có cái walk-in shower cũng rộng rãi lắm. Và cái closet cũng rất là rộng luôn. Tuyệt vời quý vị ơi, Westin nó xây nhà xong mà nó rộng rãi, đẹp, sang, chất lượng nha quý vị. Number one builder đó quý vị ơi, nó được giải 2 năm liên tục đó. Quý vị ơi, đây là cái half bath nhé, để cho dành cho khách sử dụng nhé quý vị. Đây, rất là dễ thương luôn. Cái xinh nhỏ nhắn xinh quá. Bây giờ thương mời mọi người hãy qua tham quan hai cái phòng ngủ nữa nhé. Quý vị ơi, đây là cái phòng ngủ thứ ba nhé.
cái phòng ngủ này nó decorate để dành cho em bé, màu trắng, màu đen, rất là dễ thương, màu ray, nó phối hợp ba màu. Tụi này nó đi cái thông màu đẹp quá, phòng nào cũng cửa sổ rộng rãi, cao ráo. Đây, cái phòng em bé, wow, dễ thương quá quý vị ha. À, cái phòng ngủ này là phòng thứ ba, nó sẽ dùng chung một cái full bath với cái phòng thứ tư nhé quý vị. Đây quý vị ơi, đây là cái phòng full bath này, nó dùng cho hai cái phòng ngủ nhé. Đây, một cái single sink, cái sink ở đây, toilet, wow, cái bathtub này nó làm cái wall này đẹp quá quý vị, đẹp quá. Đó, bên đây nó thêm một cái sink để cho phòng bên đây dùng nè quý vị. Cái phòng thứ tư dùng coi như mỗi bên một cái sink rồi dùng chung cái full bath, rất là tiện luôn. Đây, mình vô cái phòng ngủ thứ tư nha. Đây, cái phòng tủ ngủ này chắc nó cũng decorate cho boy. Tụi nó đi cái tông màu rất là sang luôn. Quý vị thấy cách họ Western design không? Rất là sang, rất là đẹp luôn. Phòng ngủ nào cũng cửa sổ cao ráo, rộng rãi, đẹp quá quý vị. Rồi, ok, coi như mình đã có 4 phòng ngủ, Twin Half Bath, Twin Carrara. Bây giờ Thu Hương mời mọi người vào bên trong để Thu Hương nói thêm về cái căn nhà này nhé. Quý vị ơi, quý vị thấy cái căn nhà chợt này của Westin quá đẹp, quá sang phải không quý vị? High ceiling 12 feet, design ceiling. Cái hallway thì rộng rãi. Rồi khi mình bước vào bên trong đây thì nó không gian nó open quý vị ơi. Phòng khách, phòng ăn, dining đều ở đây hết. Rồi nó có một cái quầy bar ở đây nữa. Mà nó trang trí quá tuyệt vời. Tụi Westin này Thu Hương thích quá à. Nó trang trí rất là sang trọng, rất là đẹp luôn. Quý vị ơi, quý vị thấy Westin Home cực sang không? Cực sang trọng. Những cái đồ nó decorate là quý vị thấy rất là lạ, rất là đẹp, rất là sang, nghĩa là mê luôn á. Thu Hương mê của Westin 2 năm liên tục là the best builder ở Texas nha quý vị. Đặc biệt cái khu condo này á là họ không có build, họ bán nhà xây sẵn. Hôm nay Thu Hương cũng có người em ở Chicago gọi để mua cái căn nhà 2-story xây sẵn. Nó xây cũng giống hệt model home, rất là chất lượng, rất là sang, rất là đẹp luôn. Rồi cái nhà này á, model home này chỉ có 2.800 square feet thôi quý vị ơi. Cái nhà nó đang xây sẵn, sẵn sàng move in á là 3.328 square feet, 4 phòng ngủ, twin half bath, twin carrara nha quý vị, và có phòng office luôn nè. Còn cái island đó là nó làm theo cái kiểu chữ thi, rất là rộng rãi luôn, quá rộng luôn quý vị. Ceiling thì design ceiling, quý vị thấy không, cái nhà nó design, tất cả đều là design hết, thì nó sẽ xây cũng giống gì thôi. Nó bán 724.000, 3.328 square feet, 4 phòng ngủ, twin half bath, twin carrara, 724.000. Nó giảm 55.000, hiện tại giảm 55.000 thì còn 669.000 nhé quý vị. Khu nhà thì nó có amenity, nó có đầy đủ hết, swimming pool, một cái phạt lớn lắm, một mẫu mấy lận. Working trail, sân đánh tennis, rồi clubhouse, rồi phòng tập gym. Nghĩa là ở đây rất là good luôn. Chung quanh thì có 5 cái hồ thiên nhiên lớn để bà con tới câu cá, đi tàu, tuyệt vời luôn. Rất là nhiều park nữa. Nghĩa là quý vị ơi, nếu ai mà muốn có cuộc sống relax, enjoy, phong cảnh đẹp, yên tĩnh, cách xa thành đây cũng đi xuống Bel Air, trung tâm người Việt mình á, phố Việt Nam mình á, thì chỉ có 1 tiếng. Nhưng mà nếu đi tới cái khu mà Hồng Kông 3, chợ Thắng Hưng gần đây thì chỉ có 30 phút thôi. Ở đó cũng có nhiều nhà hàng, cũng tiện lắm quý vị. Đi gần 45 knot, đi đâu cũng tiện. Rồi, quý vị ơi, cái thuế thì quá rẻ luôn. Thuế nó đang giảm xuống, chỉ còn có 2.78 thôi nhé. Tiền qua là 1.180, tiền SOA cũng không có cao lắm. Hiện tại là nó có khoảng 220 căn nhà inventory. Nếu quý vị muốn mua nhà builder nổi tiếng, cực sang, nghĩa là bất cứ builder nào, hãy gọi Thu Hương. Thu Hương chuyên về nhà mới, Thu Hương làm việc với rất nhiều builder ở bất cứ khu vực nào trong Houston, Texas mình.
hãy gọi Thu Hương nhé, 832-878-2081. Nếu Thu Hương không có trả lời thì làm ơn để tin nhắn, Thu Hương sẽ gọi lại ngay, và để tin nhắn trên YouTube của Thu Hương, Zalo, Instagram, Facebook đều có information về số phone, website của Thu Hương hết. Và quý vị ơi, xin quý vị hãy nếu quý vị like, nếu quý vị thấy cái video này thích á, thì like, comment, rồi subscribe. Thu Hương sẽ làm thật nhiều video để cho quý vị xem nha. Thu Hương cảm ơn rất nhiều. Bye bye.